mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cũng như là thuyết minh về một đồ dùng học tập, đó chính là cục tẩy. Đối với các bạn học sinh, những người bạn đồng hành khi tới trường là cặp sách, hộp bút hay là bút chì, thước kẻ. Nhưng đối với tôi, cục tẩy mang đến cho tôi rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem cục tẩy bé sinh có nguồn gốc và cách sử dụng như thế nào nhé. Cục tẩy đầu tiên ra đời cách đây hàng trăm năm trước. Lúc đó bút chì còn được làm bằng những nguyên liệu thô sơ như thiếc rất cứng, và tẩy là chính là ruột bánh mì. Cùng với thời đại tiên tiến, bút chì và tẩy vươn lên và được một người kỹ sư hiện đại tên là Edward Narin đã phát minh ra trong khi anh tham gia một cuộc thi. Sau đó cục tẩy được mọi người biết đến rất nhiều và được nhiều người sử dụng. Cục tẩy được cấu tạo gồm hai phần: ruột tẩy và vỏ tẩy. Vỏ của tẩy được làm bằng giấy cứng với nhiều màu sắc và trang trí rất phong phú và đẹp mắt. Đây. Vỏ tẩy được trang trí rất là đẹp mắt. Ruột tẩy thường rất đa dạng về màu sắc và hình dáng. Nó được cấu tạo từ hỗn hợp dầu ăn, đá bọt và sơ phơ. Chúng được kết dính bằng cao su. Tẩy thường dùng để tẩy các vết bút chì sai, hoặc là khi dùng để tẩy những vết mà bẩn khi các bạn vẽ. Nó có thể làm quà tặng cho bạn bè. Khi sử dụng tẩy xong, các bạn nên cất tẩy gọn vào trong hộp bút hoặc là trong cặp sách, tránh để tẩy rơi xuống đất, sẽ khiến tẩy bị bẩn và sẽ khiến nó trở nên rất là xấu xí. Cuối cùng mình muốn nói đó chính là những người bạn đồng hành chính là những đồ dùng học tập, sẽ luôn luôn theo mình trên con đường chinh phục tri thức, và tẩy chính là một người bạn mà mình luôn coi trọng, giữ gìn và cất giữ cẩn thận. Sau đây mình sẽ để một số hình ảnh về những loại tẩy, ví dụ như là đây, đây, đây và đây. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại.